niệm về mẹ thường không thể tách rời ý niệm về tình thương. Mà tình thương là một chất liệu ngọt ngào, êm dịu và cố nhiên là ngon lành. Con trẻ thiếu tình thương thì không lớn lên được. Người lớn thiếu tình thương thì cũng không lớn lên được. Cằn cỗi, héo mòn. Ngày mẹ tôi mất, tôi viết trong nhật ký: tai nạn lớn nhất đã xảy ra cho tôi rồi. Lớn đến cách mấy mà mẹ thì cũng không lớn, cũng cảm thấy bơ vơ, lạc lõng, cũng không hơn gì trẻ mồ côi. Những bài hát, những bài thơ ca tụng tình mẹ, bài nào cũng dễ hát, cũng hay. Người viết dù không có tài ba cũng có dung cảm chân thành. Người hát ca, trừ là kẻ không có mẹ từ ngày thu chưa có ý niệm, ai cũng cảm động khi nghe nói đến tình mẹ. Đâu cũng có, thời nào cũng có. Bài thơ Mất Mẹ mà tôi thích nhất từ hồi nhỏ là một bài thơ rất giản dị. Mẹ đang còn sống, nhưng mỗi khi đọc bài ấy thì sợ sệt, lo âu. Sợ sệt, lo âu cho một cái gì còn xa, chưa đến, nhưng chắc chắn phải đến. Năm xưa tôi còn nhỏ, mẹ tôi đã qua đời. Lần đầu tiên tôi hiểu thân phận trẻ mồ côi. Quanh tôi ai cũng khác, im lặng tôi sầu thôi. Để dòng nước mắt chảy là bớt khổ đi rồi. Hoàng hôn phủ trên mộ, chuông chùa nhẹ rơi. Tôi thấy tôi mất mẹ, mất cả một bầu trời. Một bầu trời thương yêu dịu ngọt. Lâu quá mình đã bơi lội trong đó, sung sướng mà không hay. Để hôm nay bừng tỉnh thì đã mất rồi. Người nhà quê Việt Nam không ưa cách nói cao kỳ, nói rằng bà mẹ già là một kho tàng của yêu thương, của hạnh phúc thì cũng đã là cao kỳ rồi. Nói mẹ già là một thứ chuối, một thứ xôi, một thứ đường ngọt dịu. Người dân quê đã diễn tả được tình mẹ một cách giản dị vừa đúng mức. Mẹ già như chuối ba hương, như xôi nếp một, như đường mía lau. Ngon biết bao nhiêu, những lúc miệng vừa nhạt sau một cơn sốt. Những lúc như thế thì không có món ăn gì có thể gợi được khẩu vị của ta. Chỉ khi nào mẹ đến, kéo chăn đắp lại ngực cho ta, đặt bàn tay trên trán nóng ta và than: khổ chưa con tôi, ta mới cảm thấy đầy đủ, ấm áp, thấm nhuần chất ngọt của tình mẹ. Ngọt thơm như chuối ba hương, như đường mía lau, như xôi nếp một ấy, không bao giờ cùng tận. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Nước trong nguồn chảy ra thì bất tuyệt. Tình mẹ là gốc của mọi tình cảm thương yêu. Mẹ là giáo sư dạy về thương yêu, là một phân khoa quan trọng nhất trong trường đại học cuộc đời. Không có mẹ, tôi sẽ không biết thương yêu. Nhờ mẹ mà tôi biết được thế nào là tình chúng sinh. Nhờ mẹ mà tôi có được chút ý niệm về đức từ bi. Vì mẹ là gốc của tình thương, nên ý niệm mẹ lấn chùm ý niệm thương yêu của tôn giáo, vốn cũng dạy về tình thương. Đạo Phật có đức Quán Thế Âm, tôn sùng dưới hình thức mẹ. Em bé vừa mở miệng khóc thì mẹ đã chạy tới bên nôi.
mẹ hiện ra như một thiên thần dịu hiền, làm tiêu tan khổ đau, lo âu. Đạo Chúa có Đức Mẹ, Thánh Nữ Đồng Trinh Maria. Trong tín ngưỡng bình dân Việt Nam có Thánh Mẫu Liễu Hạnh, cũng dưới hình thức mẹ. Vì chỉ cần nghe đến danh từ mẹ, ta đã thấy lòng mình tràn ngập yêu thương rồi. Mà từ thương yêu đi tới tín ngưỡng và hành động thì không xa, chỉ mấy bước. Phương Tây không có ngày Vu Lan, nhưng cũng có ngày mẹ. Mùng 10 tháng 5, tôi nhà quê không biết cái tục ấy. Có một ngày tôi đi với thầy Thiên Ân tới nhà sách khu Ginza, Đông Kinh. Nửa đường gặp mấy người sinh viên Nhật, bạn của thầy Thiên Ân. Có một cô sinh viên hỏi nhỏ thầy Thiên Ân một câu, rồi lấy trong sắc ra một bông hoa cẩm chướng màu trắng cài vào khuy áo chàng của tôi. Tôi lạ lùng, bỡ ngỡ, không dám hỏi, cố giữ vẻ tự nhiên, nghĩ rằng có một tục lệ chi đó. Sau khi họ nói chuyện xong, chúng tôi vào nhà sách. Thầy Thiên Ân mới giảng cho tôi biết đó là ngày của mẹ. Theo tục Tây Phương, nếu anh còn mẹ, anh sẽ được cài một bông hoa màu hồng trên áo, và anh sẽ tự hào được còn mẹ. Còn nếu anh mất mẹ, anh sẽ được cài trên áo một bông hoa trắng. Tôi nhìn lại bông hoa trắng trên áo mà bỗng thấy tủi thân. Tôi cũng mồ côi như bất cứ một đứa trẻ vô phúc khốn nạn nào. Chúng tôi không có được cài trên áo một bông hoa màu hồng. Người được hoa hồng sẽ thấy sung sướng, nhớ rằng mình còn mẹ và sẽ cố gắng để làm vui lòng mẹ. Kẻo một ngày mai người khuất núi, có khóc than cũng không còn kịp nữa. Tôi thấy cái tục cài hoa đó đẹp và nghĩ rằng mình có thể bắt chước áp dụng trong ngày báo hiếu Vu Lan.